Chiều ngày 28 tháng 11, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị tỉnh Lào Cai sửa chữa nâng cấp các tuyến đường ở các xã vùng sâu vùng xa, các tuyến mương thủy lợi trên địa bàn bị hư hỏng. Kiến nghị nhà nước xem xét nghiên cứu phương án giao một phần diện tích rừng phòng hộ cho người dân chăm sóc để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt đoàn ghi nhận những kiến nghị của người dân để chuyển đến các cấp có thẩm quyền, đồng thời đề nghị huyện Bảo Yên cần chú trọng thực hiện tốt việc giám sát của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, công tác tiếp công dân, quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn.